Xin kính chào tất cả quý vị các bạn, tôi Thích Đi Ba đã quay trở lại rồi đây. Và chào mừng quý vị các bạn đã đến với Sony News tháng 7. Hôm nay thì tôi đang ngồi với rất nhiều các rich kid đình đám tại đây. Những cái người mà đã có những cái bộ outfit lên đến là 100 triệu đồng. Tuy nhiên thì do lên mạng khoe quá đà nên là các em đã bị bố mẹ cấm túc. Nên là giờ không được đi chơi đâu cả. Thế nhưng mà mỗi một rich kid thì đều được bố mẹ cho khoảng 10 triệu để ăn sáng mỗi ngày. Nên là các em đang tìm một thiết bị loa để có thể mua về nhà để giải trí, xem phim, nghe nhạc các thứ để chờ trong lúc hết bị cấm túc. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với em Chiều Husi. Vâng, Chiều Husi, em nhu cầu của em là gì? Cái tình hình là mấy hôm nay em đang bị cấm túc, em chán quá anh ạ. Nhưng mà phòng em ấy, cái gì có anh biết rồi, rich kid mà anh ạ. Nên là bây giờ em đang tìm một cái bộ loa nào nó kiểu hầm hố, cho nó nhìn cho nó gắt một chút. Anh xem có bộ loa nào ổn ổn, tư vấn cho em cái. Ôi trời ơi, chuyện nhỏ. Anh có cho em ở đây là hai hệ thống loa 3 boxes. Là đây là M40D này, còn đây là M60D. Nói chung hai con này thiết kế của nó thì đều rất là hầm hố. Đây, nhìn đi. Nhìn như một robot Transformer đến từ tương lai đã đẹp dài lại còn có 6 múi. Hơn nữa con M60D này ấy, nó còn có cả đèn LED nữa, thế nên nó sẽ tăng thêm phần ảo diệu cho căn phòng của em. Khi mà em nghe nhạc xem phim nó sẽ có đèn đánh xuynh các thứ. Chất âm của hai con này ấy thì anh đảm bảo là ngon. Thế nên mà nếu mà em quan trọng về ngoại hình ấy thì đây là một lựa chọn không thể bỏ qua ở đâu. Nhưng mà thôi, em giàu mà, mua loa về để ngắm thì hai con này là hợp lý rồi, đúng không? Ui, nhìn ngon anh ơi. Được rồi, thì có gì để mai em lấy tiền ăn sáng không? Em quất luôn em M60D. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với người cần tư vấn tiếp theo, đó chính là em Sơn LV. Rồi, chào em, nhu cầu tìm loa của em là gì? Hey yo, hello anh. Em phải giới thiệu, em là một con người yêu âm nhạc và rất thích thưởng thức nghệ thuật đấy. Cho nên là em đang tìm kiếm một dàn âm thanh có những cái công nghệ âm thanh nó siêu khủng để xem phim, và đặc biệt là nghe nhạc vinyl, thưởng thức nghệ thuật. Anh xem cái bộ âm thanh mà anh vừa giới thiệu chiều nó ổn không? Yêu nghệ thuật nhưng mà lại nghe Vina Hay hả em? Dạ đúng rồi anh. Ok, thế thì anh nghĩ rằng hai bộ loa này vẫn là một sự lựa chọn hợp lý đối với em. Có thể kể đến như là cái công nghệ âm thanh DSEE. Đây là một cái công nghệ giúp tăng chất lượng nhạc số dạng nén, giúp làm chất âm mạnh mẽ hơn này, dày hơn này, và thậm chí làm rõ ràng tách bạch stereo. Chưa kể hai con này còn có cả công nghệ âm thanh Clear Audio Plus nữa. Nói chung là toàn công nghệ hay thôi, và chắc chắn là chất âm mang lại sẽ rất là ngon, nhạc nào cũng quẩy được. Nhưng mà anh gợi ý cho em là nghe thử EDM đi, chứ Vina Hay thì cũng được, nhưng mà bảo đấy là nghệ thuật thì trẻ con nó cười rồi đấy. Ôi, bọn nó bảo em là nhạc Vina Hay là nhạc thịnh hành số 1 thế giới. Bỏ qua đi. Nhưng mà tóm lại là bây giờ em còn muốn có một sở thích nữa là xem phim, và đặc biệt là xem phim bằng DVD cơ. Ôi giời ơi, thích xem DVD gì? Đơn giản, hai hệ thống loa này thì đều có sẵn tích hợp đầu DVD cho em xem phim thoải mái, xem hết cái chồng đĩa ở nhà cũng được nhá. Chưa kể là công nghệ giả lập âm thanh vòm S-Force Front Surround, nó giúp cho em có cảm giác như là xem phim ở tại rạp luôn. Rồi M60D này là có cả đèn LED nữa, là có thêm một chút gì đấy trải nghiệm hay ho xem phim hay ở đấy. Thế là đủ đẳng cấp rich kid với ông chưa ông con rời. Tuy nhiên là em cũng thích nghe nhạc nữa, nhưng mà bây giờ nhạc của em trong smartphone hết rồi, bây giờ em lại phải in ra đĩa. Ê, cái này không cần phải lo. Hai hệ thống loa này thì ngoài kết nối HDMI ra thì nó có hỗ trợ kết nối Bluetooth nữa. Thế nên là nếu như mà em xem phim, nghe nhạc tại nhà, hay thậm chí là em rủ bạn bè đến để làm cái party nhỏ nhỏ ấy, thì anh có thể kết nối được cái loa này để phát nhạc hết. Không cần phải lo nữa đúng không? Ok, anh cứ yên tâm, lát nữa là em quất luôn. Tí em về em xin tiền mua nước mà em, ai cần tiền sáng rồi. Ok. Như vậy là đã xong phần của em Sơn LV rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một hot girl chuyên cover nhạc ở trên YouTube với lượng fan vô cùng hùng hậu. Đây là một người cực kỳ nổi tiếng với nghệ danh là Julia Yến. Hôm trước là mình vừa nghe cái bản cover Rời Bỏ của bạn ấy. Hơi được ấy. Đấy. Thế hôm trước là một ca sĩ mà chuyên cover đi bạn thì lại yêu cầu gì ở một hệ thống loa nhỉ? À mình ý thì mình không cần phải đẳng cấp rich kid như hai cậu đây. Mình thì mình chỉ cần một bộ loa có âm thanh tốt này, có chất lượng tốt này, và đặc biệt ý là phải cắm được guitar và mic để mình có thể mời bạn bè đến này để tham dự những đêm nhạc acoustic nhẹ nhàng êm ái theo kiểu như là hát cho nhau nghe ấy. Wow, đây đúng là một con người yêu nghệ thuật đây rồi. Và rất may là hai hệ thống loa M40D và M60D của mình thì đều có đủ cổng cho bạn kết nối cả micro và cả guitar luôn, để giúp bạn có thể mở ra những cái buổi như kiểu karaoke tại nhà, hay những buổi là đêm nhạc acoustic để hát cho nhau nghe, kiểu thế. Mà đặc biệt ấy, hai hệ thống loa này có hẳn 3 chế độ cho nhạc cụ. Thứ nhất là chế độ clean, cái này sẽ giúp cho chúng ta có một cái âm thanh nghe trong trẻo hơn này. Rồi chúng ta có cả chế độ overdrive, nghĩa là tăng cường để biến tấu cái âm guitar. Và nó có hẳn một chế độ riêng tên là bass, dành riêng cho guitar bass. Đấy, rất nhiều chế độ và đầy đủ cổng kết nối. Mình nghĩ rằng hai hệ thống loa này sẽ là những người bạn đồng hành cực kỳ lý tưởng trong những cái đêm nhạc mà người ta gọi là kết nối tình bạn đấy. À mà nhân tiện thì bạn có thể hát thử cho mình và hai bạn đây nghe thử một đoạn nhạc được không nhỉ? Hát thử đấy. Ôi tưởng gì, cái đây đơn giản, đợi mình đi lấy đàn hát luôn.
Đây. Dây hơi ngắn. Dây này hơi ngắn nhỉ. À thôi. Ờ, vẫn còn để hát tiếp. Thôi, mình sợ bạn hát nữa bạn mệt. Thế nhưng mà bạn thấy hai bộ loa này thì có phù hợp với nhu cầu của bạn không? Ừ, mình thấy cũng được mà. À, tiện thể có tiền không ấy, mẹ mình đưa đi chợ đưa tiền còn thừa, chắc là mình lấy luôn bộ đấy bạn ơi. Wow, đúng là đẳng cấp của các rich kid có khác. Chỉ cần thích phát là mua ngay. Vậy thì còn các bạn xem xong video này thì các bạn nghĩ gì về hai hệ thống loa M40D và M60D này? Hãy chia sẻ cho mọi người biết ở phần comment ngay phía bên dưới nhá. Còn bây giờ mình phải kết thúc video rồi. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi, và nếu thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe Sony Việt Nam nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở số Sony News lần sau.